Chị gà em hả? Chị gà em đúng không? Nhiều món là em có không trả lời ở đây có cà phê gà. Thì đó, ý là ví dụ mà em ở trong đây ekip đoàn là chừng 120 người. Ủa mình làm đám thôi chị? Em đi game show hay là tổ chức đám gì? Sao mà 120 người đúng không? 120 người là coi như được 12 bàn. À, tụi em đang bào là bào bụt lập buổi trưa hả? Bào bụt lập buổi trưa hả? Đúng rồi, buổi trưa. Tương ớt Chinsu bùng lên vạn tiệc vui. Mở tiệc cùng Mono nha. Quay hình là phụ, ăn uống là chính. Làm sao em được tới giờ thì vẫn chưa chịu cho làm make up. Tôi đã rồi, ở trong cái chính giờ nổi là make up đã quay rồi. Tôi treo vô nghệ sĩ mắc cái gì thấy không, mà ví dụ mà cái tính mình mà đàng hoàng lương thiện thì mình chỉ lấy đồ của mình thôi, cứ mắc gì mình gom đồ của mình thấy ý đồ của ai vậy không ai nhận thôi mình gom luôn, làm không được đây là cái nguồn vía của tôi mà cũng rảnh nữa đâu có ai mượn, ý ảnh là ảnh coi thường nghệ sĩ không có xà bông giặt rồi hay sao mà ảnh vô thì ảnh giặt giùm rồi ảnh trả tôi. Thì em cũng cảm ơn Khoa đã ngâm buồn về giặt cho em. Rồi, cũng có đem mấy phần. Dạ, có chút phần. Phiếu đâu? Phát món gì vậy chị? À, hôm nay là bánh chạo sần chai. Chú đâu? Anh đi làm được phiếu đâu? Chú nào? Chú muốn ăn bánh phiếu? Chú bánh đâu? Chú bận tay bảo cho anh vô đây cái tay của chú nhanh quá hả? Chú bận nhớ bánh nhớ quá. 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 Làm là nhắn rất mỏi hoa. Vậy mà bây giờ con bán cơm có ăn không? Không ăn gì nổi, giờ đang lo kìa. Giờ là anh ăn lắm rồi. Hay quá thôi trên đây. Thấp xuống. Thả lỏng nha, bỏ hai tay ra mặt. Cái phần đó là chưa bao giờ đãi đãi nụ hết nên thành ra là ngày hôm nay là ép lắm nên mới đãi. Ôi, là bởi vì phước cũng lắm mà nha. Phước lắm mới được chứ. Chơi bảy người mới được. Không được. Không được. Em nhìn thấy mặt chị Ngọc đáng tin không? Tin chưa? Tin chưa? Bây giờ không chưa có được nào đã. Chỉ được có mỗi từ một ly thôi, không được hơn. Em uống còn của anh Giang không uống gì nữa. Em đâu có đâu, Giang chứ còn. Anh Giang mà đó rồi. Thôi, cô uống luôn. Đúng. Nó có nước ép được nữa mà anh. Nước những người anh chị đáng kính và lớn tuổi của tôi nói rằng thôi đừng uống của Thúy Ngân, tội nghiệp nó lắm. Nó còn non dại và nó phải cố gắng, nó bưng chải. Ta nói vậy thôi, để chị Hân thua một ly nước với anh chị. Không uống. Được, được không? Nếu là em là em bao 400 ly cho một người đúng không? Nếu là em bao 400 ly cho một người đúng không? Chị gà em hả? Chị gà em đúng không? Nhiều món là em có không trả lời ở đây có cam gia. Thì đó, ý là ví dụ mà em có mời anh chị đi mời một ly thôi, mời 400 ly chứ uống nhiều nước. Lâu ngày mà cơ hội gặp chị mời, em mời một ly, chị mời một ly úp xài thêm topping. Đó, em mời cơm. Bây giờ đặt topping của chị Ngân, chị cũng khoảng với chị. Mọi người ăn chèo. Hay là cho ăn đồ ăn đi. Ăn đồ ăn nha, chưa đồ ăn. Chè.
ăn trưa. Ăn chè với ăn trưa là ăn một á. Mọi người ăn trưa ăn chè. Ăn đồ đi. Ở trong đây ekip đoàn là chừng 120 người. Ủa mình làm đám thôi chị. Em đi game show hay là tổ chức đám gì? Sao mà 120 người đúng vậy? 120 người là coi như được 12 bàn. Ừ, đám người ta vừa làm đám rồi. Bạn tới không mày? Không bao nhiêu, hôm nay là chúc mừng em cho một năm mới đạt mở và thành công trong sự nghiệp. Ok, tới chị, cái mặt chị xinh xắn mà chị nói chuyện với hai gái đúng không? Đúng rồi. Đi chứ. À, tụi em đang bào là bào buồn lòng buổi trưa hả? Bào buồn lòng buổi trưa hả? Đúng rồi. Là cứ mỗi một cách mở tới là bị bào một buổi trưa. Wow. Bên trưa bên bên vàng. Không có. Đừng nói vậy. Mỗi cách mệnh này có người buổi trưa có người buổi tối. Em bên đậu bên anh Giang đi, anh Giang có khi anh free luôn. Không bao giờ lấy tiền với có khi cái gì, ăn gì không trả tiền đâu mà có khi. Ủa sao em đặt về nhà là em bị tính tiền? Mình đặt về nhà thì mình tốn tiền nhưng mà có mặt anh Giang ở đây thì ảnh đâu. Em đặt về nhà tại vì em tự đặt. Ôi mà chẳng lẽ tự nhiên có mỗi lần mỗi gọi anh. Anh phải tự biết anh nói bên đó là cứ Ngọc Phận Ngân gọi qua là phải free. Đúng rồi. Trời, tụi em có bao giờ nói là tôi là Lan Ngọc đây đâu. Nghe giọng của em chắc nhân viên nó phải có cái thời gian đi nghe giọng của mày quá. Sao chán quá ha. Không có, em mới nói là đặt bàn cho Thúy Ngân. Thôi tính tiền anh em quá. Hả? Tính tiền ngồi này ăn chưa giờ trả tiền luôn nè. Phải thêm không hay là nổi cái ly hồi nãy? Ủa, ủa sao có một cái ly mình chưa xong nữa. Tới lúc mình tới đây rồi, đây rồi, rồi. Nó đây đây nè. Buổi sáng đặt bún gạo gói luôn mấy người mà đợi ra ngoài. Ăn cái con nói nhiều kiểu good đó. Mình là gặp hiểu một cái gút nó kỳ gì lắm. Tự nhiên lên diễn mà cứ lạc kỳ lắm. Cái đó là cái tờ xin chữ ký chứ phải tờ order món vậy. Không là đúng rồi. Cái chừng cho order món á. Số 1, số 2 đó. Hay nước xuống chưa chị? Rồi con ơi, thở ra như vậy không? Hai người đặt 2 ly mà nãy giờ 4 tiếng chưa xong. Anh đặt gọn lắm thiệt. Một ly giống như của anh Đục đi. Ly đó 140 đúng không? 156 ngàn. 156 là trời ơi, càng ngày càng lên nha. Một ly nước bằng 3 bữa ăn của em. Nước còn hơn giá vàng nữa, tôi hỏi cái tờ lên, tôi hỏi cái tờ lên. Có hỏi muốn đặt cho Quỳnh Lập tên đưa để đặt cái em quà. Em sô cô la đó, sô cô la dạ, đặt cho em trà xanh đắt xây. Whipping cream. Cái gì? Sợ cái chậu rứa mẹ hết chương trình em chưa được uống. Chính xác rồi. À, chocola nằm đâu ta? Đây đúng không? Trời ơi, cái gì mà 119 ngàn một ly dữ vậy? Em làm tròn lên 150 nha. Em làm tròn lên 150 nha. 150 nha, 119 độ cỡ. Đây, bấm vô. Sao cũng nghe em 100 mấy mà không sao. Giờ 119 chứ 136. Cái chậu nào kia em? Thầy em lấy 190 á. 190 hả? Em tấp pin đồ vô em đi. Em dồn hai cái lại nha, 136 đến 190. Em thử hỏi mai. Chị dạ bao. Thôi nói chứ em lấy 119. Ăn cho nó nhiều. Sao vậy? Nhiều quá không hết, bỏ rồi uống phí. Hả? Tội. Không nghĩ chị nữa. Không, chị không sao hết trơn. Tại chưa em đã ăn còn ngư với lại tâm tích mà. Sao mà nhiều lại đồ quá ha, vô đây không ngồi không nóng đít luôn quá trời lại đồ luôn á. Nghỉ phí quá trời đi. Không biết làm món gì luôn á, thường là mọi người ăn gì cho gọn. Mọi người ăn gì? Bảy nụ hay ăn gì gọn? Cơm anh Giang à? Quán này nghỉ mấy đứa rồi, ăn đi.